Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và ngày hôm nay là 19 tháng 5 năm 2016. Đây cái biển. Trên mình của quý vị là ba chữ Đức Lưu Quang, là bức hoành phi bằng gỗ vụ với chiều dài 1m97 và chiều cao là 61cm. Thì cái hoành phi này của tôi thì đục chạm vô cùng là nét, với cái nền là gấm chữ vạn biểu tượng cho vạn sự như ý. Thế ngoài ra thì là các cái hoa văn và các cái mây đi kèm nó rất là nét luôn. Các hoa văn chữ thọ đây giống như ở những cái áo gấm, và đường nét thì vô cùng là nét. Thì cái hoành phi Đức Lưu Quang này thì chúng tôi vẫn đang còn ở xưởng, đang còn mấy chiếc, và đồng thời là chúng tôi còn làm một cái nội dung nữa là bốn chữ Ẩm Hà Tư Nguyên. Bốn chữ Ẩm Hà Tư Nguyên thì chúng tôi làm với kích thước cao là 69 và dài 1m97, tức là hoành phi thì thông thường nó chỉ cỡ này thôi. Nhưng có một số gia đình là cái nơi để nó quá lớn hoặc là quá cao, cho nên là mọi người thích cái kích thước cao 69 cho nó rộng rãi hơn. Và cũng có người hỏi tôi là mấy cái chữ này là liền hay là dán vào đấy. Thì xin thưa quý khách ở đây là hoàn toàn là liền. Nó liền ở trong cái ván gỗ này. Và để cho nó phân biệt thì là cái này là sơn màu đen cái chữ thôi, phần nền và phần khung là nguyên bản màu và vân gỗ. Xin mời quý khách bớt chút thời gian truy cập vào đồgỗdứchiền.com, hoặc là có gì thì cứ nhắn tin hỏi tôi vào số 0984666999, tôi sẽ gọi lại hoặc gọi điện hỏi trực tiếp. Bởi vì quý khách mà hỏi giá ở trên YouTube, ở trên trực tiếp clip ấy, thì nhiều trường hợp là tôi không truy cập kịp thời, không kịp trả lời được. Còn xin quý khách gọi điện thẳng vào số điện thoại này luôn, hoặc là gửi Zalo hỏi tôi vào số 0967666111 cũng được. Ngoài cái mẫu như này ra, nhưng chúng tôi còn một cái mẫu nữa là hoành phi mà cái phần ngoài là vỏ măng. Cái phần vỏ măng ngoài chúng tôi cũng đục chạm rất là cầu kỳ, ụ dày lên. Hôm rồi chúng tôi mới làm một chiếc hoành phi chuyển về cho khách hàng là anh Hiệu ở gần Bình Đà. Anh Hiệu sinh năm 1967, đồng niên với tôi. Xin chào, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Vừa quay ở phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền.